Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại. Bên mình thì có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng và hỗ trợ trả góp 0% qua thẻ tín dụng nha. Anh em nào có nhu cầu trả góp thì cứ qua bên shop làm hồ sơ trả góp trực tiếp nha mọi người. Địa chỉ là 606 Phạm Văn Bạch, phường 12, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Bên mình thì bán điện thoại có ship code đi toàn quốc luôn. Trang fanpage của bên mình là Trịnh Văn Mobile, có để đường link dưới phần mô tả video. Số điện thoại là 0839444400. Số thứ hai là 06 con số 8748 nha. Anh em ở xa muốn mua điện thoại bên mình thì cọc trước phí ship, bên mình mới ship hàng nha. Thời gian làm việc là từ 8:30 sáng đến 8:00 tối. Chính sách bảo hành sẽ là 3 tháng, một đổi một trong 30 ngày đầu tiên. Phụ kiện đi kèm theo máy là cáp sạc, một số máy thì mình có hỗ trợ thêm tai nghe nha. Thì đầu tiên hôm nay mình cũng có một số máy giới thiệu tất cả mọi người luôn. Đầu tiên là cây Lip Phone 1 nha, một con máy camera 1 inch đến từ Leica. RAM 12256, màn hình con này là độ phân giải 2K, tần số quét lên đến 240Hz luôn mọi người. Bên mình bán cái này chỉ có 4.850.000 thôi nha. Samsung Galaxy S22 Ultra phiên bản Mỹ, máy thì còn cả siêu viền luôn, đẹp như mới, RAM 8128, bên mình bán chỉ có 10.600.000 thôi. Samsung Galaxy Z Flip 4 mọi người, máy thì đẹp không khác gì mới luôn nha, còn rất là keng. Em này thì sở hữu hai cái màn hình nha, có một cái màn hình phụ phía ngoài để mọi người đọc thông báo hay thao tác nhanh, khá là ok, máy đẹp như mới nha. Z Flip 4 thì bên shop mình đang bán chỉ có 6.600.000 thôi. Và mình có hàng còn bảo hành luôn, tới tháng 2 2025. Cây này thì bên mình chắc giảm cho anh em còn 7.000.000 thôi nha, 7.000.000. Oppo Find N3 Flip nha, máy mới đang 23.000.000, hôm nay mình giảm cho anh em còn 11.200.000 nha. Find N3 Flip, máy full box thì bên mình sẽ bán cho anh em với giá là 11.800.000. Z Flip 4, RAM 8128, 6.500.000 nha mọi người. Z Flip 4. Xiaomi Redmi Turbo 3, một con máy có cấu hình rất là mạnh với con chip Snapdragon 8S Gen 3 nha. Máy còn cực kỳ keng luôn mọi người. Bên mình đang bán chỉ có là 5.550.000, RAM 12, bộ nhớ 256GB nha. Samsung Galaxy A15, RAM 8128, bảo hành cực kỳ dài tới tháng 6 2025, 3.650.000 nha. Hơn 3 cũ thì anh em cần một con máy chơi game thì có thể lựa chọn cây này nè mọi người. Redmi K40, RAM 12 256, bên mình đang bán chỉ có 3.900.000 thôi nha. Samsung Galaxy S20 LED bản Mỹ, RAM 12 128, 4.700.000 nha. S21 thì LED thì bên mình đang bán chỉ có 5.800.000 thôi. Mình có hai phiên bản, bản Hàn và bản Mỹ luôn nha. Xiaomi Redmi K50, RAM 12 128, bộ nhớ 256GB, 4.200.000 K50 nha. Samsung M54 5G, bảo hành tới tháng 3 2025, 5.700.000 mọi người. Motorola Edge 2022, còn một cây duy nhất, 3.000.000 nha. RAM 6128, con này thì camera 50 chấm, chip Dimensity 1050 này, có màn hình OLED nha. Sony Xperia 5 Mark 3 mọi người, RAM 8128, 4.200.000 nha. Oppo A78 5G, RAM 8256GB, con này thì bên mình đang bán chỉ có 2.500.000 thôi. Xiaomi Redmi K60 thì con này chạy chip 8 cộng Gen 1, RAM là 8128, 8256, 12256, 16256. Giá bên mình là 5.2, 5.4, 5.6, 5.8 nha. Nokia C20, RAM 2/32, 1.050.000 nha. Sony Xperia 1 Mark 4 còn được 2-3 cây gì đó mọi người, 7.000.000 nha, 1 Mark 4, một con máy giá rẻ có hình cao á. Xiaomi Redmi Note 11 Tero 5G, RAM 6128, con này có con chip Dimensity 8001 khá là mạnh mẽ nha, bên mình đã bán chỉ có 3.350.000. Samsung Galaxy S22 Ultra bản Mỹ, máy đẹp như mới nha, RAM 8128, 10.600.000. Con này thì bên mình đang còn 4 màu nha, màu đen, màu đỏ, màu xanh, màu trắng nha, máy đẹp như mới. Samsung Galaxy S23 FE, 7.800.000 nha mọi người, bản Mỹ, máy đẹp không khác gì mới luôn, RAM 8128. Xiaomi Redmi Turbo 3, RAM 12, con này thì bên mình đang bán chỉ có 5.950.000 thôi nha, full box như thế này nè mọi người. Một cây máy màn hình gập nữa nè, đây là Xiaomi Mi 4 3 mọi người, một con máy màn hình gập kích thước khá là lớn luôn nha, RAM 12 256, giảm cho anh em còn 18.000.000 thôi. Magic 9 Pro
Còn một cây duy nhất Thanh lấy cho anh em luôn, 15 triệu, RAM 12 256. Con này thì có tới con chip 8 Gen 3, viên pin cực kỳ trâu bò, lên đến 6.500, sạc nhanh nha, máy đẹp như mới luôn mọi người. Con này có cái quạt tản nhiệt khá là tốt luôn nha. Magic 9 rồ. Huawei Mate 50 7.500, máy đẹp keng như mới nha. Huawei Mate 50 sạc nhanh, con này là 67W. Xiaomi Mi 14 Ultra hôm nay có lại được một cây nữa này mọi người. Con này thì bên mình bán chỉ có 18.500 thôi nha. 18.500, lân da viền kim loại, thiết kế hoàn thiện khá là tốt luôn nha. Xiaomi Redmi 13R, RAM 4128, máy mới chưa cui siêu luôn. Con này có 5G luôn, thay vì lựa chọn mấy con mà lanh quanh hơn hai cũ mà không có 5G thì anh em có thể lựa chọn con này, vừa máy mới vừa có 5G, RAM 4128GB, máy rất, con này thì cấu hình khá là ok nha. Bên mình đang bán chỉ có 2.600.000 thôi. Con này là một con nồi đồng cối đá siêu bền Junehead tăng Junehead TikTok E nha, 3.200.000 thôi mọi người. RAM 4.164, pin 6.000, có hai màn hình khá là đẹp nha. Xiaomi Mi 14, RAM 12 256, còn một cây chip 8 Gen 3, một con máy nói chung khả năng chụp hình khá là tốt. Mi 14, RAM 12 256, bên mình đang bán chỉ có là 12.000.000 nha. Junehead tăng 3, viên pin lên đến 25.000, máy mới luôn chưa sử dụng nha. Con này chip Dimensity là 8.200, khá là ok. Đây, viên pin 23.800, xài chắc 10 ngày mới sạc một lần mọi người. Tăng 3 này thì bên mình giảm cho anh em máy mới luôn nha, chỉ còn có 10.000.000 thôi mọi người. OnePlus ACE 3 Pro, con này được trang bị màn hình LTPO, chip 8 Gen 3. Con này thì bên mình đang bán chỉ có là 11.200.000 nha. ACE 3 Pro. Realme GT6 mọi người, GT Neo 6 chứ. Con này thì bên mình đang bán chỉ có 7.200.000, máy đẹp nha, GT Neo 6. Con này 7.000.000 nha mọi người, 7.000.000 thôi. Có cục sạc nhanh lên đến 100W sao á. Đây, đúng rồi, sạc nhanh 100W, chip cực kỳ mạnh, 8S Gen 3, ngoại hình đẹp như mới nha. Realme GT Neo 6. Galaxy S24 Ultra, máy mới mọi người, máy mới luôn nha. Con này thì bên mình đang bán rất là rẻ, chỉ có 18.500.000, máy xóa cả nóc rồi nha mọi người. K70e, RAM 8 256, chip rất là mạnh. Đây, K70e, 5.500.000, có kèm sạc zin nha. Hơn 3 cũ thôi mà anh em có một máy màn hình cong nè. Màn con này thì nó có hơi chạy xíu. Con này là con Tecno Spark 20 Pro, 3.350.000 nha. Thôi mọi người. iPhone 8, pin con này thì còn 86, máy khá là đẹp nha, zin chuẩn này mọi người. Cái này thì bên mình đang bán chỉ có 2.200.000 thôi. Xiaomi Redmi K70 Pro, K70 Ultra chứ, K70 Ultra, một con máy chip Dimensity 8.300, mạnh nhất thời điểm hiện tại luôn, con này nó mạnh hơn cả 8.300, 9.200.000. Xiaomi 13, RAM 8128, 7.900.000 mọi người. Bản 8256 thì bên mình đang bán chỉ có 8.000.000 nha, Mi 13. Samsung Galaxy S22 LED mọi người, máy còn đẹp 98 nha. Cây này bản 256GB, bên mình bán chỉ có 7.600.000 thôi. Chip chạy con chip Snapdragon 8 Gen 1, màn hình kích thước 6.7, viên pin của em này thì được 4.000 hơn nha. Mình có bản 128GB chạy nhẹ mọi người, bên mình bán cái này thì chỉ có 7.000.000 thôi.
Xiaomi Redmi K30 Pro nhé, K30 Pro chip 865, màn hình full view, con này viên pin khá là trâu nha, RAM 8128, 3.450.000. VinMax Active 3, RAM sẽ là 6 bộ nhớ trong 64, màn hình AMOLED nha, con này thì chỉ có 1.550.000 thôi mọi người. Huawei Nova 11 nha, RAM con này sẽ là 8128, 3.250.000 nha. Samsung Galaxy AS23 FE, mình có bản Canada nè, RAM 8128, chip 8 Gen 1, khá là rẻ luôn nha, chỉ có là 7.500.000. Phiên bản Mỹ máy đẹp như mới luôn nha, như mới luôn, hôm nay mình giảm giá cho anh em còn 7.800.000 nha, S23 FE. Xiaomi Redmi K60, RAM 8128 là năm cũ 2, RAM 8256 thì bên mình là năm cũ 4, RAM 12256 thì năm cũ 6 và RAM 16GB thì năm cũ 8 nha. Vivo V30e nha, RAM 12256 hôm nay mình giảm còn 6.500.000 và RAM 8256 thì mình chỉ còn 6.200.000 thôi, cực kỳ hợp lý nha. Leica Phone 1 mọi người, một con máy camera 1 inch đến từ Leica, con này RAM 12 bộ nhớ 256GB, 4.850.000 nha. Samsung Galaxy S21 Plus 5G phiên bản hàng thì sẽ là 5.800.000, bản Mỹ là RAM 8128 nha, còn bản hàng thì RAM 8256 đồng giá với nhau nha. S20 Plus phiên bản Mỹ mọi người, con chip 865, RAM 12128, 4.750.000 nha. Oppo A78 5G 2.500.000, A78 5G nha. Samsung M33 5G, RAM 6128 nha, 3.100.000. Sony Xperia 1 Mark 4, một con máy màn hình lên đến 4K, RAM 12256, chip 8 Gen 1, con này thiết kế khá là đẹp nha, 7.000.000. Giá rẻ cho anh em chữa trái này, một cây TCL T671G, RAM 6 bộ nhớ trong 64GB luôn mà chỉ có 1.850.000 thôi mọi người. Một con T-Mobile này, Revo V cộng 5G nha, 1.850.000 luôn, RAM 4 bộ nhớ trong 64. Máy con này thật rất là mượt luôn nha, máy xách tay Mỹ nha mọi người. Xiaomi 12X nha, bên mình đang có 3 phiên bản nha, RAM 8128 4.500.000 nha, RAM 8256 thì bên mình đang bán chỉ có 4.700.000 thôi và RAM 12256 thì 4.900.000. Mi 12X là một con máy khá là gọn với thiết kế mặt lưng kính khung viền kim loại, camera 50 chấm, chip Snapdragon là 870. Samsung Galaxy S21 FE máy khá là đẹp nha, mình có hai màu đen và màu tím như thế này nè, RAM 6128 bản Mỹ, chip Snapdragon 888, màn hình 120Hz AMOLED 6.4 inch, viên pin em này thì được hơn 4.000, máy cực kỳ keng luôn nha, bên mình bán chỉ có 4.800.000 thôi. iPhone 11 128GB máy lóc nha, con này thì pin bảo trì, giá cực kỳ mềm luôn, chỉ có 3.950.000 thôi. Oppo Reno 10 Pro nha mọi người, Reno 10 Pro khá là đẹp luôn, 6.200.000 Reno 10 Pro. Honor Magic 6 nha, một con máy màn hình tràn 4 góc luôn, cực kỳ đẹp, RAM là 16GB luôn nha mọi người, bộ nhớ trong là 256GB, con chip 8 Gen 3 cực kỳ mạnh mẽ, cây này bên mình bán chỉ có 12.900.000 thôi, camera sau là 50x, zoom tôi lên đến là 50x nha, và camera 50 chấm luôn. Xiaomi Redmi Note 11 Pro lớn nha mọi người, con này thì bên mình đang có 3 phiên bản nha, RAM 6128, RAM 8128, RAM 8256, chip Dimensity 920, camera 108 chấm, viên pin 5000, màn hình AMOLED, giá của bên mình là 3150 cho bản 56128, 3350 RAM 8128 và 3550 cho RAM 8256GB. Xiaomi 13 thì bên mình đang còn bản RAM 8256GB nha, bên mình đang bán chỉ có là 8 cũ và RAM 8128 thì bên mình đang bán chỉ có là 7.600.000 nha mọi người. Siêu phẩm màn hình gập Z Fold 5, RAM 12 bộ nhớ 2 556GB, chỉ có 19 cũ nữa nha mọi người, ngoại hình đẹp keng 99%, và mình có bản 256GB mã hàng nữa nha. Còn những con này thì nó đều hai sim hết, một vật lý và một eSIM nha, chỉ có là 19.500.000.
iPhone 13 Pro Max 128GB, pin 88, con này nó hơi trầy xíu nha, chỉ có 13 triệu 8 thôi. iPhone 12 Pro 512GB, pin 84 nha, bản 512GB, 9 cụ 8. iPhone 8 Plus máy lóc nha, 64GB, pin 100, 2 cụ 3. iPhone XS Max 64GB, pin 80 nha, con này thì máy zin 5 cụ 7. iPhone 11 Pro mọi người, 11 Pro máy lóc luôn nha, chỉ có 4 cụ 8 thôi, khá là mềm, máy nguyên zin. Một cái máy khác rất là rẻ luôn, cái iPhone X 256GB luôn nha, chỉ có 3 cụ 7 thôi. Con này là con iPhone SE 2 cụ rưỡi thôi mọi người. Con này thì 128GB luôn. Pin thì thay pin rồi nha, thay pin rồi. Xiaomi Redmi K40 mọi người, RAM 12 cũng nhớ 256GB, chỉ có 4 cụ thôi nha. 4 cụ thôi, mình có hai màu này, màu trắng, màu đen, màu cả màu bạc nữa nha, màu bạc luôn, 3 màu luôn. Con này là con Realme 11 mọi người, RAM 8256, một con máy nói chung là có cái màn hình tần số quét 90Hz, camera 108 chấm, màn AMOLED luôn, chỉ có 3 cụ 8 thôi. Và mình có cái cây này thì bản 128GB, 3 cụ 4. Poco F3 mọi người, Poco F3 là phiên bản chính hãng của con Redmi K60 nha mọi người. Con này thì RAM 6128, chỉ có 3 cụ 6 thôi. Và con này là con Huawei Nova 11 Y nha, RAM 8 bộ nhớ trong 128GB, chỉ có 3.250.000 thôi. Xiaomi Redmi Note 9T 5G nha mọi người, RAM 6128, 2.1 triệu nha, Redmi Note 9T 5G. Con Vinmax Soi 4 mọi người, Vinmax Soi 4, RAM 4 bộ nhớ trong 64GB, chỉ có 1.8 triệu thôi nha. Con này là con TCL 40SE mọi người, RAM 4128, một con máy camera 50 chấm, màn hình rất là to, chỉ có 2 triệu nha. Rồi, mọi người có nhu cầu mua bán, giao lưu, trao đổi gì thì mọi người cứ nhắn tin trực tiếp cho bên mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mình.